chờ chuyên gia Ten Hag gỡ bom tại Manchester United. Sau một năm tại vị ở Manchester United, huấn luyện viên Erik Ten Hag một lần nữa đối mặt với những sóng gió bên ngoài sân cỏ khiến quá trình phát triển câu lạc bộ bị gián đoạn nghiêm trọng. Dù vậy, ít ai biết rằng, chiến lược gia người Hà Lan vốn đã quá quen với những rắc rối kiểu như vậy, và ông luôn biết cách đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo. Với sức hút ghê gớm, Manchester United đã cảm nhận được sự khốc liệt khi bị công chúng giám sát chặt chẽ về cách họ xử lý vụ Mason Greenwood. Ban đầu, Quỷ Đỏ đã lên kế hoạch cho chân sút trẻ người Anh tái hòa nhập sau 6 tháng điều tra nội bộ. Dù vậy, trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, Manchester United đành chấp nhận để Greenwood gia nhập Getafe theo dạng mượn. Tưởng chừng mọi sóng gió đã qua đi, nhường chỗ cho một kỷ nguyên mới thực sự bắt đầu tại Old Trafford. Nhưng, đó hóa ra chỉ là sự bắt đầu cho một giai đoạn hỗn loạn, đầy thách thức bủa vây huấn luyện viên Ten Hag, người dường như rất có duyên với những scandal ngoài sân cỏ liên quan đến nội bộ đội bóng. Mới đây, cầu thủ chạy cánh Anthony của Manchester United gặp rắc rối khi bị bạn gái cũ Gabriela Cavallin cáo buộc hành hung 4 lần. Cavallin cũng cáo buộc Manchester United cố gắng che đậy cho ngôi sao của mình ở một trong những vụ tấn công tại một khách sạn ở Manchester hồi tháng 1 năm nay. Quỷ Đỏ dĩ nhiên phủ nhận, song chừng đó cũng đủ để tạo ra bất bình trong dư luận. Ten Hag đang gặp áp lực lớn ở vụ Anthony. Kế đến, tới lượt cầu chạy cánh Jadon Sancho công khai tố Ten Hag giả dối sau khi anh không được ra sân cho Manchester United. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, biến cố liên tiếp ập đến với Quỷ Đỏ nói chung và Ten Hag nói riêng, khiến mọi thứ tại Old Trafford giờ rối như tơ vò. Sau 4 trận đầu, Manchester United thi đấu lập bập ở Premier League mùa này, Ten Hag ngoài việc giải quyết vấn đề chuyên môn, còn phải xử lý thêm những vấn đề bên lề mà đáng lẽ ra ông có thể tránh khỏi. Thực tế, Ten Hag đã thể hiện sự chuyên nghiệp và đỉnh đạt xuyên suốt vụ việc của Greenwood. Nhà cầm quân 53 tuổi chắc chắn sẽ phải làm như vậy một lần nữa sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia này. Khi ông đối mặt với những câu hỏi không thể tránh khỏi về những cáo buộc liên quan đến Anthony, ngôi sao người Brazil đã theo chân Ten Hag từ Ajax đến Manchester United vào hè năm ngoái. Và công bằng mà nói, vị thuyền trưởng đương nhiệm của Quỷ Đỏ đã chứng kiến đủ các drama ở Amsterdam để sẵn sàng đương đầu với những thử thách ngoài luồng ở Old Trafford. Trong quá khứ, Ten Hag luôn hết mực ủng hộ các học trò bất luận xảy ra chuyện gì. Ông đã gắn bó với Quincy Promes lâu nhất có thể. Sau khi tiền vệ này bị bắt vào tháng 12 năm 2020 vì bị nghi ngờ tấn công anh họ trong một lần cãi vã. Thời điểm ấy, Ajax phải chịu 3 trận thua liên tiếp. Trong đó có 2 thất bại nặng nề trước Liverpool và Atalanta ở Champions League, song Ten Hag đã sớm khôi phục lại trật tự. Ajax của ông chỉ nhận thêm đúng một thất bại trong 32 trận kế tiếp, để rồi bỏ túi cú đúp danh hiệu gồm giải vô địch quốc gia Hà Lan và cúp quốc gia. Điều đáng nói, Ten Hag tiếp tục sử dụng Prom cho đến khi cầu thủ 31 tuổi gia nhập Spartak Moscow cuối tháng 2 năm 2021. Ten Hag luôn đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề. Ở mùa giải cuối gắn bó với Ajax, Ten Hag nhận một cú sốc lớn khi giám đốc thể thao Mark Overmars, cánh tay phải của ông ở câu lạc bộ, từ chức do có hành vi thiếu chuẩn mực với các đồng nghiệp nữ. Một lần nữa, Ten Hag đã không để điều đó đánh gục Ajax. Họ đánh bại Vitesse Arnhem ở cúp quốc gia Hà Lan đúng vào đêm sau khi Overmars rời đi và thắng 12 trong số 18 trận còn lại. Qua đó giúp Ten Hag thu về chiếc cúp vô địch quốc gia Hà Lan lần thứ 3 sau 4 năm. Trận chung kết cúp quốc gia cho thấy sự khắt khe của Ten Hag. Khi ông loại thủ thành Andre Onana khỏi đội hình vì phong độ yếu kém, Onana không chơi cho Ajax nữa và hai người rời Amsterdam vào mùa hè năm đó, Ten Hag đến Manchester United. Còn tuyển thủ Cameroon đến Inter Milan. Mối quan hệ Ten Hag, Onana sau đó được thử thách khi thủ môn 27 tuổi bị cấm thi đấu 9 tháng vì sử dụng chất cấm. Dù vậy, Ten Hag không vì thế mà ghét bỏ Onana. Bằng chứng là ông đã đón người gác đền này sang Manchester United, thế chỗ David De Gea trong khung gỗ. Rõ ràng, những rắc rối mà các học trò tạo ra bên ngoài sân cỏ chưa bao giờ làm khó được Ten Hag. Người hâm mộ Manchester United kỳ vọng vị chuyên gia này sẽ gỡ bom thành công để giúp câu lạc bộ sớm trở lại quỹ đạo.
không ai khác mà chỉ có Ten Hag mới đủ khả năng xoay chuyển tình thế cho Manchester United lúc này.